Xin chào tất cả anh chị em và các bạn đang quay trở lại với kênh nấu ăn của mình. Hôm nay xin mời anh chị em và các bạn cùng vào bếp làm một món ăn cơm rất là ngon, đó là đậu hũ sách cà. Thành phần nguyên liệu cho món ăn này gồm có đậu hũ chiên, 250g thịt heo xay, hai trái cà chua bỏ hạt, cắt hạt lựu. Nếu như cà chua nhỏ thì các bạn dùng 3 trái. Hành tím băm, tỏi băm, hành ngò cắt khúc, một muỗng canh đầy nấm mèo ngâm mềm cắt nhỏ, hành ngò cắt nhỏ, một muỗng canh bún tàu ngâm mềm cắt khúc như thế này. Mình cho hành ngò cắt nhỏ vào trong thịt, nấm mèo, bún tàu, hành tím băm nhỏ. Mình cho vào khoảng một muỗng cà phê, trộn đều. Nêm nửa muỗng cà phê hạt nêm gà, tiêu, một muỗng cà phê đường, hai muỗng cà phê nước tương, một muỗng cà phê dầu hào, trộn đều. Ướp 10 phút cho thấm gia vị. Đậu hũ cắt miếng vừa ăn. Cắt một đường như thế này, chút nữa nhồi nhân vào. Sẽ nhồi nhân vào trong đậu hũ. Cho dầu ăn vào chảo. Khi chiên đậu hũ thì mình sẽ cho phần thịt xuống trước. Chiên cho thịt chín và đậu hũ giòn thì mình sẽ gấp ra dĩa. Chiên xong đổ dầu ra tô và để lại khoảng 2 muỗng canh ở trong chảo. Sẽ cho hành tím và tỏi băm vào phi thơm.
chua vào. Xào cà trên lửa lớn. Nêm một muỗng cà phê hạt nêm gà. Nửa muỗng canh nước tương. Một muỗng cà phê dầu hào. Nửa muỗng canh đường. Chút xíu nước lọc. Rồi mình sẽ hạ lửa xuống trung bình. Nấu cho tan gia vị và nêm nếm lại xem vừa ăn chưa nha. Nếu chưa vừa ăn thì mình có thể nêm thêm tùy theo khẩu vị gia đình. Khi cà chua đã chín mềm thì mình cho đậu hũ vào. Phần đậu hũ xắt cà mình ăn bao nhiêu thì xắt bấy nhiêu thôi. Bởi vì món này làm xong ăn liền mới ngon. Nếu như các bạn không có thời gian thì mình có thể làm cùng một lúc hết luôn cũng được. Nhưng lúc này mình sẽ tăng lượng cà chua lên. Cho hành ngọt cắt khúc vào. Một ít tiêu cho thơm. Rồi tắt bếp và cho ra dĩa. Món đậu hũ sốt cà làm rất đơn giản. Ăn chung với cơm nóng rất là ngon. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem hết video này. Nếu như yêu thích món này của mình thì bấm like, share, đăng ký kênh, bấm chuông ủng hộ cho kênh của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món lần sau.